Welcome you again. Chào mừng các bạn đã trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần pronunciation với từ đồng âm khác nghĩa, nhưng chúng ta sẽ học cách đặt câu và phát âm lại một lần nữa bài cũ nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Từ đầu tiên đó là cụm từ apple và apple. Example: An apple button is a symbol on iPhone, and the apple is a label of smartphone from China. Một quả táo bị cắn là biểu tượng của điện thoại iPhone, và apple là tên của một nhãn hiệu điện thoại thông minh nổi tiếng của Trung Quốc. Cụm từ kế tiếp. Lần trước thì mình đã có nhắc với bạn rồi, thì ba từ này đều có phát âm gần giống như nhau, nhưng nó khác nhau ở phần âm U dài và âm U ngắn. Two, two, two. Mình đọc lại lần nữa nha. Two, two, two. My parents have two daughters and my aunt had two. Rồi, đối với số 2, two thì bài phát âm là âm U dài. Còn two cũng vậy, nghĩa cũng vậy thì bạn phát âm cũng dài nhưng nó ngắn hơn âm của số 2 tí xíu. Và từ cuối cùng two thì bạn phát âm nhanh, dứt khoát. Rồi, cụm từ kế tiếp choose và chose. Example: I chose a box of chewing gum for children to taste its flavor. Tôi chọn một hộp xi gum cho bọn trẻ. Ý câu này là mình không trong tiếng Anh nó rất là khác hơn so với tiếng Việt, ở chỗ mình không có dịch nghĩa, nó sao sát với tiếng Việt quá. Bạn cần phải thiên biến vạn hóa đi xíu. Rồi ví dụ như hai từ này, fee và free. Các bạn rất là dễ làm nếu như các bạn nghe không kỹ. Fee là chi phí, một khoản phí nào đó, một lệ phí, một khoản gì đó mà mình phải chi trả ra. Còn free là miễn phí. Ví dụ như các bạn nghe là trên các app Shopee, Lazada hay có cái từ free ship, hay là các anh shipper rồi mình dùng free ship, free time, thời gian rảnh rỗi. Ok. Example: My son's fee at school this matter is free because of the COVID pandemic. Again, sorry. My son's fee at school this semester is free because of the COVID-19 pandemic. Rồi, câu này thì mình sẽ dịch nghĩa nó hơi hùng Việt hóa đi. Học phí, học kỳ này của con trai tôi ở trường làm miễn phí bởi vì đại dịch COVID. Bye. 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 Ba từ này các bạn nghe nó rất là giống nhau, đúng không? Nếu như mình không nhìn thấy nó thì mình sẽ không đoán được mình đang nghe từ bye nào đâu. Và phần V2, V3 của nó cũng rất là dễ nhầm lẫn. V1, V2, V3 của động từ bye. Bye, bought, bought. Example: đây là một đoạn hội thoại nhỏ nha. Hello, my dad had just bought a new bike for me. Go around with me. Oh, sorry, I'm busy tonight. I must go now. Will you please pick me up to school tomorrow? Yes, please. Bye. Rồi. Đối với từ này, fine, fine. Trong tiếng Anh á, nếu mà các bạn nghe không kịp những từ đồng âm khác nghĩa thì các bạn dựa vào cái độ luyến láy trong câu và các bạn đoán ra nghĩa của từ đó. Bởi vì cùng là đồng âm nhưng khác nghĩa thì trong câu nó chỉ duy nhất nghĩa một nghĩa thôi, chứ nó không lầm lẫn đi đâu được. Giống như ví dụ này: There's five fingers on one hand. There are five. Trên bàn tay chúng ta có 5 ngón tay và chúng nó đều đẹp. File ở đây nó có thể hiểu nghĩa là đồng nghĩa với
tính từ nay hết các bạn. Nay mình dùng file cũng đúng, bởi vì mình muốn cho nó vô hai từ đồng nghĩa trong một câu để cho các bạn dễ phân biệt. Rồi bây giờ để phát triển hơn về cái kỹ năng giao tiếp, hoặc là như cái khả năng viết tiếng Anh, hoặc là khả năng phát âm chuẩn về những từ đồng âm khác nghĩa, thì bạn nên học cách đặt câu với những từ đồng nghĩa trong cùng một câu. Được chưa? Đây là cái cách học mới của mình mà mình mới vừa phát hiện, để thay vì những cách học lúc trước trên YouTube hay là website hay là ở trường Anh ngữ thì rất là nhiều người chia sẻ với các bạn rồi, nhưng rất là hiếm ai khuyến khích các bạn hãy đặt câu với những từ đồng âm trong cùng một câu để các bạn tập luyện cho mình về ngữ điệu này, và như cũng như cách nhả chữ, hoặc là để phân biệt cái ngữ nghĩa của cái từ đó trong câu. Chúng ta tiếp tục nha. Fly. Fly. Example: the fly is flying with the birds on the blue sky. Chuyến bay đang bay với đàn chim trên bầu trời. Ý của câu này là cái máy bay đó nó đang bay sánh với đàn chim trên bầu trời. Sẽ cấp cứu vậy này. Ok. Knife. Các bạn lưu ý bốn từ knife này. Example: the knife is down and the clock in nine announced me to go to bed with a night dream. Dawn, từ dawn này nghĩa là một tính từ, có nghĩa là sụp tối rồi, chạng vạng rồi, trời đang chuyển từ buổi chiều sang buổi tối á các bạn. Thì đối với cái câu này thì mình đặt đúng là nó có hơi không hợp logic so với tiếng Việt cho lắm, nhưng mà các bạn hãy tập phát âm để cho hiểu. Buổi tối thì ngày càng tối dần lại, và cái đồng hồ thì cái đồng hồ thì thông báo cho tôi biết giờ đã đến giờ đi ngủ với một giấc mơ đẹp. Tôi đã cố gắng hết sức để đưa được ba từ knife vào trong đây, và cái từ knife này và số nhiều của nó, thì các bạn nhớ cái quy tắc knife là knife, một cây dao hay là nhiều cây dao, thì cái nguyên tắc thêm số nhiều nó khác đi, âm F sẽ biến thành âm V mới thêm ES. Okay. The next: sleep, leave, please. Leaf này nó rất là khác so với từ leaf này nè các bạn. Đây cũng đọc là leaf. Ở V2 của nó là left, left. Left, left. Ok. Này cũng đi là leaf. Nhưng leaf, từ leaf này nghĩa là chiếc lá. Còn leaf này là động từ. Hai cái âm này hầu như nó rất là giống nhau, bởi vì nguyên tắc ngữ âm của nó khác nhau, nhưng cái cách phát âm của nó cực kỳ giống nhau, cho nên bạn phải nghe kỹ, chỉ trong câu thì nó mới thể hiện cái nghĩa đúng của nó thôi. Sleep, leave, leave, left. Example: The leaves fell down in the autumn. I looked at them until falling asleep. Những chiếc lá thu thì rơi vào mùa thu. Những chiếc lá rơi vào mùa thu, và tôi nhìn chúng cho đến khi tôi cảm thấy buồn ngủ. Next: true, those, all those. Park, back, fight, found, flow, rise, raise, here, here, beer, beer, play, lay, like, live, light, light, high, 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 help, help, can, can't, cannot, desert, desert. Okay, sorry.
Desert, sa mạc nha các bạn. Desert, desert, các bạn nhấn vần thứ hai. Dirty, dusty. Fish, pig. Rich, freeze. Break, bry. Bring, spring. Bring. Pick, pitch. Tick, stick. Hit, hit. Beat, beat. Beat này nghĩa là quái vật các bạn. Nếu bạn có từng xem qua bộ phim The Beauty and the Beast, các bạn sẽ có thấy từ này. Còn từ beat này nghĩa là cái beat nhạc thôi. Hay là bạn phân biệt hai từ này cũng rất là khó nè. Big, big. Về phần âm đầu của nó thì rất là khác nhau, nhưng cái cách đọc quá giống nhau luôn, phải không? Big, big. There's a big, big in the car. There's a big, big in the car. Có một con heo có một con heo lớn ở trong chuồng. Ý câu này mình dịch nghĩa thường Việt, nghĩa miền Nam chút xíu là heo lớn thường người ta hiểu nghĩa là heo nái các bạn. Biết biết, người ta hay dùng, nếu mà dịch theo tiếng miền Nam có nghĩa là heo nái, có thể hiểu vậy. Wheel, wheel. Từ wheel, cái bánh xe thì các bạn sẽ phát âm y dài và các bạn hơi luyến thì sẽ dễ phân biệt hơn so với từ wheel thì tương lai. This wheel up. Ê, chỗ này mình để trống ta. Của cái gì đó. Bây giờ các bạn tự suy nghĩ nha, mình sẽ cho các bạn luyện tập và các bạn tự luyện tập đặt câu theo ý của mình và theo cái vốn từ mình có với những từ đồng âm khác nghĩa, và nhớ là phải đặt trong cùng câu nha các bạn. Cố gắng như vậy để luyện cho mình cái khả năng phát triển ngôn ngữ hơn. Wood, 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 wood. The wood is broken in this forest for making a map by wood. Gỗ bị đốn ở trong khu rừng này là để làm những cái bản đồ. Wood này là bằng gì các bạn? Bằng da, bằng bằng lông, lông thú ấy. Bằng da, phải hiểu là da. Gỗ có thể làm da được nha mà. Where, 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 where. Share, share. Fair, fear. Near, need, need. Son, son. Child, children. Child, try, try. I try to eat fish twice a week. Tôi cố gắng ăn cá hai lần một tuần. Shark, shark. Shark này là viên phấn các bạn. Những câu này rất là dễ với cái cụm từ này. Nó rất là gần gũi và bạn suy nghĩ ra cách đặt câu bằng từ cụm từ này thì các bạn phải suy nghĩ từ nghĩa tiếng Việt sang nghĩa tiếng Anh trước thì các bạn sẽ dễ đặt hơn. Shark, Jack. Meet, meet. Miss. Hate, hate. Hand, hand. Hand. Còn từ này cũng rất là đồng nghĩa, dễ bị nhầm lẫn. Hand, cái bàn tay. Tom, toe. Are you chosen? This dusty dog, yeah. Water, quark, I'm quark. Quarter, quarter. March, month, flu, blue. Teeth, be, peace. Pen, pen. Bed, bath. Bath, bath, bath. Bust, bow. Bore, bar. Gas, gar.
game, game, feel, feel, heal, heal, chess, chess, cat, touch, gloves, gloves, glove, ban, bang, ban, park, park, fact, fast, rise, right, right, house, house, horse, heart, round, round you, beam, bean. Rồi hôm nay chúng ta tạm thời sẽ dừng lại ở đây, và những từ nào mà mình chưa đặt câu thì bây giờ các bạn cố gắng coi lại một lần nữa và cố gắng đặt câu cho mình với những từ này nhiều nhất có thể.